gần ngay cái thùng rác thì chúng ta cũng phải nhặt cho sạch vòng quanh cái thùng rác đấy. Khi chúng ta đổ rác vào chúng ta cũng phải cho sạch sẽ. Về học tập thì thi đua, học tốt, học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. Và khắc phục quên đội mũ bảo hiểm và vứt rác không đúng nơi quy định. Và thường xuyên vệ sinh lớp học và cá nhân cho sạch sẽ. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 40 năm ngày giải phóng miền Nam, 30 tháng 4. Bây giờ chúng ta chú ý lắng nghe nhé. Hàng năm, tất cả người dân Việt Nam đều được nghỉ lễ vào 30 tháng 4. Vào ngày này, các gia đình thường tổ chức đi du lịch, đi chơi xa. Và các em có biết ngày 30 tháng 4 là ngày gì không nào? À đúng rồi, đó chính là ngày giải phóng miền Nam. Sau đây chúng ta sẽ lắng nghe và trả lời một số câu hỏi liên quan đến ngày 30 tháng 4. Bây giờ các em chú ý nghe xem chúng ta có trả lời được không nhé. Cô sẽ giới thiệu qua một chút, sau đó tí chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi. Nhưng ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước sau một tháng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta đã giành thắng lợi trong hai chiến dịch Tây Nguyên và Huế. Tây Nguyên và Huế, Đà Nẵng giải phóng hoàn toàn miền Nam, chiếm giữ một khối lượng lớn trang bị phương tiện của chiến tranh. Nghị quyết của Bộ Chính trị ngày 25 tháng 3 năm 1975 đã chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng Sài Gòn mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh, do Đại tướng Văn Tiến Dũng là chỉ huy trưởng. Từ ngày 94 đến ngày 25 tháng 4, quân và dân ta được lệnh nổ súng mở đầu chiến dịch. Tất cả 5 quân đoàn từ các hướng vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch tiến vào Sài Gòn. 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4, xe tăng của ta tiến thẳng vào dinh tổng thống, tức là dinh độc lập, bắt sống toàn bộ ngụy quyền trung ương, chính quyền ngụy đầu hàng vô điều kiện. Đúng 11 giờ 30 phút, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc phủ tổng thống. Miền Nam được giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất sau hơn 2 năm chia cắt. Từ đó, ngày 30 tháng 4 trở thành ngày kỷ niệm lịch sử của dân tộc ta. Đây là một ngày vô cùng quan trọng trong lịch sử của dân tộc Việt Nam nói chung và nhân dân miền Nam nói riêng. Hàng năm, sự kiện này được nhà nước tôn vinh, nhắc lại lịch sử hào hùng của dân tộc để các thế hệ sau luôn ghi nhớ và biết ơn công lao to lớn của những người đã hy sinh cho dân tộc, cho đất nước. Và sau đây, chúng mình nhà cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về ngày 30 tháng 4 ngày giải phóng miền Nam qua một số câu hỏi sau. Các em cho cô biết vị đại tướng nào đã chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh? Em nghe nhé. A. Đại tướng Văn Tiến Dũng. B. Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nào bạn nào? Ở đây cô mời bạn nào lên nào. Bạn Oanh. Bạn A, có đúng nhỉ? Đại tướng Văn Tiến Dũng là đúng không? Bạn trả lời hoàn toàn chính xác. Chúng ta thưởng cho bạn một tràng pháo tay nào. Câu 2. Ngày giải phóng Sài Gòn thống nhất đất nước là ngày tháng năm nào? Nghe. A. 30 tháng 4 năm 1985. B. 30 tháng 4 năm 1975. C. 30 tháng 4 năm 1995. Nào. Đây cô nhìn thấy cô em ở lớp 1 đây. Xem nào. Đây, cô mời em. Cô A. Em mới bỏ cô A. 30 tháng 4 năm 1985. Câu trả lời của em ấy hoàn toàn không chính xác.
Nào, có bạn nào biết câu hỏi chính xác, à câu trả lời chính xác nào? Nào. Em như cô là câu B ạ. Câu B. Bạn trả lời là câu B là ngày 30 tháng 4 năm 1975. Câu này bạn trả lời hoàn toàn chính xác, mời một tràng vỗ tay cho bạn nào. Bây giờ cái câu này là câu của lớp 3 này. Câu này là câu của lớp 3 này, mới học xong này. Các em hãy cho cô biết lời hứa nào sau đây là lời hứa của đội viên khi được kết nạp vào đội. A. Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. B. Tuân theo điều lệ đội. C. Giữ gìn danh dự đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. D. Cả 3 đáp án đều đúng. Không em. Đây bây giờ cô hỏi bạn lớp 3 nhá. Đây. Bạn trả lời đáp án D. Cả 3 đáp án đều đúng. Bạn trả lời hoàn toàn chính xác. Nó một tràng vỗ tay đồng viên bạn nào. Các em có thích tìm hiểu thêm về đội và ngày 30 tháng 4 nữa không nhỉ? Như vậy là chúng ta cũng rất thích là tìm hiểu về ngày về đội này, về ngày 30 tháng 4. Nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu sau để đến đầu tuần của tháng 5. Tuần 1 của tháng 5 chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp. Các em đồng ý không nào? Sau đây